Theo Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 2, tức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng Giêng, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc đã đón khoảng 180.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lễ hội mùa xuân năm nay với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn với các sự kiện trọng tâm sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, mở đầu bằng hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày. Tiếp đến là một loạt các nghi lễ đặc sắc mang đậm giá trị lịch sử văn hóa như rước nước, tế trên núi Ngũ Nhạc, tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, dỗ đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, mông sơn thí thực. Đặc biệt, ngày 25 tháng 2, tức 16 tháng Giêng, sẽ diễn ra khai hội và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật Chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Phần hội có nhiều nội dung như thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất, giải vật dân tộc, cờ tướng, tuần lễ văn hóa ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại.